tận hưởng tách cà phê cuộc đời. Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm giáo sư của mình ở trường đại học. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống. Nghe vậy, vị giáo sư đã đi vào bếp và quay trở ra với một bình lớn cà phê cùng nhiều chiếc tách khác nhau, chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Ông bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Khi mỗi người đều đã có một tách cà phê cho mình, ông bắt đầu nói, nếu chú ý thì các em sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối và mệt mỏi trong cuộc sống của các em. Hãy nhớ rằng các chiếc tách nó không khiến cà phê ngon hơn được. Trong hầu hết trường hợp nó chỉ đắt tiền hơn. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng có ý chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không. Nào bây giờ hãy cùng suy ngẫm điều này nhé. Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi, vì cứ mải mê tập trung vào chiếc tách, chúng ta đã bỏ qua việc tận hưởng hương vị mà cuộc sống tặng cho mình. Hãy thưởng thức cà phê, đừng quan tâm chiếc tách. Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả mọi thứ tốt nhất. Họ chỉ làm mọi thứ tốt nhất có thể. Hãy sống đơn giản, trao đi yêu thương, quan tâm sâu sắc và nói những lời tử tế. Đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất bạn nhé!